Đây là ba loại mặt nạ giấy giúp dưỡng sáng và mờ thâm nhanh mà các bạn không nên bỏ qua. Đầu tiên là những loại mặt nạ giấy chứa vitamin C, có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh mẽ và làm sáng da thông qua con đường là ức chế hình thành nên melanin. Tiếp theo, không nên bỏ qua là sự kết hợp giữa tranexamic acid và niacinamide. Đây đều là hai hoạt chất có rất là nhiều nghiên cứu và báo cáo về việc làm sáng, mờ thâm và hỗ trợ điều trị nám ở trên da. Và đây chính là hai mặt nạ chứa tranexamic acid và niacinamide mà mình đã dùng trong 2 tháng gần đây. Với em Dr. Morita Black Face Mask này thì sẽ chứa đồng thời hai hoạt chất chính là tranexamic acid và niacinamide, giúp làm sáng và hỗ trợ làm mờ những vết thâm đỏ ở trên da. Mình cũng đánh giá cao khả năng dưỡng ẩm của em này vì được bổ sung thêm B5 và HA thủy phân. Phù hợp từ da thường cho đến da khô. Những làn da bị sạm, xỉn hoặc là tối màu thì có thể đắp em này từ 1 cho tới 2 lần trên một tuần nha. Mọi người có thấy da mình khi dùng xong em này thì trở nên căng bóng và ẩm mình hơn trước không? Và để tăng thêm hiệu quả làm sáng và mờ thâm thì mình recommend mọi người có thể kết hợp sử dụng thêm với một em serum vitamin C. Mình dùng ở đây là em tinh chất nghệ 22% mới của nhà Cocoon. Em này có hoạt chất Hyacinth Resorcinol cho nên khả năng làm sáng và mờ thâm đỉnh lắm. Mặt nạ này của nhà Eme thì hẹn mọi người ở clip sau mình sẽ review chi tiết hơn nha.